Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay, cho em xin một like, một chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Hôm nay ngày 29 tháng 5 và clip em vẫn lên vào khung giờ 5 đến 6 giờ tối hàng ngày cho anh em tham khảo lựa chọn chim. Hôm nay em lên được tổng 5 con chim cho anh em tham khảo để chọn 5 con chim rất là tố chất. Ví dụ như cái con đầu clip một phách chạy hiếm có khó tìm này nhá. Đó, và có cả màu lân kim anh em nhé. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em là con chim trước màn hình anh em đang xem là con lồng số 132 này nhé. Thông tin của con này thì là một con chim tách Avisa, chim bộ chung. Và cái con này là khi nào nó hoảng quá nó hơi ngước nhẹ anh em nhé. Nhưng mà ngước rất nhẹ anh em. Đó, bóng bộ của con chim nó cũng rất là đẹp. Và cái con 132 này em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 700 anh em nhé. 700 lối ngước ngước nhẹ ngước hoảng thôi nhá. Đó, anh em có thể thấy con chim thái độ rất là tốt anh em ạ. Đó, yếm của con chim thì tuy không sâu nhưng mà cũng khá là đậm anh em. Còn đây anh em nhé, đây chính là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem bóng bộ tường tá gió và cụ thể hơn về cái con 132 giá 700 đây anh em nhé. 132 giá 700. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 564 này cho anh em tham khảo anh em. Con này thì nó là một con chim rất là gầu anh em ạ. Và nó cũng rất là màu mỏ anh em. Đó, anh em có thể thấy con chim rất là gầu, nó chỉ một lao đánh con khác thôi. Và thông tin của cái con chim này là con lồng 564 này thì là một con chim tách Avisa, chim bộ chung to và không có tắt lối gì anh em nhé. Không có tắt lối gì. Đó, con chim này thì rất là gấu. Và cái con 564 này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu anh em nhé. Giá là 1 triệu. Đó, tí cái đoạn clip em quay bằng điện thoại, em đứng ở gần, em quay mà con chim vẫn ra thái độ sổ giọng anh em. Đây anh em nhé, đây chính là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem to cụ thể hơn về bóng bộ tường tá của con 564 giá 1 triệu này nhé. Đứng gần quay mà con chim vẫn bắn giọng rất là tốt, rất màu mỏ. Đó, giọng rất là hay nhé. Sổ giọng ra thái độ. Nhưng con như này anh em bắt về anh em chăm bám cẩn thận lại thì rất là nhanh chơi anh em ạ. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con 413, một con chim có phách chạy thực sự là cũng rất là hiếm có khó tìm anh em. Nó chạy nhiều lúc nhìn rất là ảo anh em ạ. Đó, bóng bộ của con chim mình rất là đẹp. Cái con chim này thì khi mà nó ra thái độ nó đứng nó ra thái độ là nó có dáng cả cúc cầu anh em nhé. Một dáng đứng rất là đẹp và một cái phách chạy phách lật thực sự là nhiều lúc nhìn như em cũng đã nói, nhiều lúc nhìn nó chạy rất là ảo anh em ạ. Và con chim này nó chạy rất là khỏe anh em nhé, chạy rất là khỏe.
Nói chung là kiểu ngoài giờ ăn giờ uống ra là rảnh là chạy anh em ạ. Đoạn clip của con này thì em quay cũng khá là dài cho anh em tham khảo. Đó anh em nhìn nó chạy nhiều. Mà con này nó chạy anh em cũng để ý, anh em có thể thấy chạy không leo nan anh em nhé, mà chạy cảm giác rất là gam chim anh em. Đó anh em nhìn kìa, quá tốc độ anh em ạ, nhìn rất là ảo. Bóng bộ của con chim đúng rất là đẹp, khi con chim nó đứng hết hình hết bộ, dáng đứng là có cúp và lên gáy ngựa anh em nhé. Đó còn bình thường này anh em có thể thấy cái gáy của nó phẳng từ lưng lên, nhưng mà khi nó đó anh em, nó đứng hết hình hết bộ là nó lại có gáy ngựa anh em. Và thông tin của cái con 413 này thì là một con chim tách Aviza, chim bộ trung to, không có tất lối gì anh em nhé. Con này thì nó cũng không nhát chim lắm nữa anh em. Đó còn con chim thì cái phách của nó thực sự quá là tốc độ anh em ạ. Và cái con 413 này thì em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 2.800.000 anh em nhé. 2.800.000, nếu mà anh em nào xem mà thấy ưng thì anh em liên hệ cho em anh em nhé. Đó một phách chạy phách lật rất là tốc độ anh em. Đó và sau con 413 này thì còn hai con nữa anh em nhé, là một con màu lân kim và một con cuối clip, một con chim cũng rất là gấu và tố chất anh em. Anh em nhìn nó chạy đúng là cắm đầu cắm cổ chạy anh em ạ. Đó còn đây anh em nhé, đây chính là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem gió và cụ thể hơn về bóng bộ tường tá của con 413 giá 2.800.000 đây anh em. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con lồng số 327 này anh em nhé. Và thông tin của con 327 này thì là một con chim tách Aviza, chim bộ trung to, con này mỏng lông và rất là dài đòn anh em. Đó cao cầu mỏng lông dài đòn, bóng bộ thì rất là đẹp màu lân kim anh em nhé. Đó con này thì tách là hôm thứ ba anh em, nhưng mà con chim ra hình ra bộ rồi cũng ra thái độ, thái độ thì chưa dám ra hết nhưng mà cũng gọi là bập bóm anh em, ra thái độ sổ giọng. Đó cái này thì màu nhìn lân kim, đầu màu vừa nhỏ vừa nhọn này anh em. Đó con này có vẻ là khi nó chơi nó sẽ có đầy đủ đó là cầu cánh mỏ anh em nhé, tại vì nó đứng nó ra thái độ mà nó cũng có cánh có mỏ rồi nha. Và cái con 327 này thì em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1.700.000 anh em nhé. 1.700.000 con lồng số 327 này anh em. Đó, đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem gió và kỹ hơn về bóng bộ tường tá của con chim này anh em. Con chim mà anh em có thể thấy lông rất là mỏng và rất là dài đòn. Đó, bóng bộ thì quá là đẹp rồi. Cao cầu, rất là cao cầu.
đó, và con lồng số 327 giá 1.700.000 anh em nhé. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là cái con lồng số 510 này cho anh em tham khảo, cũng là con cuối cùng trong clip ngày hôm nay, anh em nhìn bùng xòe rồi anh em. Và thông tin của con lồng số 510 này thì cũng là một con chim tách Avisa, chim bộ trung to, gần thuộc bộ to rồi anh em nhé. Con này thì thực sự nó rất là gấu chim anh em ạ. Đó, kẹp chim vào là nó ra thái độ nó chơi anh em. Con này nó ra thái độ nó chơi, nó cầu, nó lao, nó đánh hai con bên cạnh sự luôn anh em ạ. Mới đầu cái con bên phải màn hình còn leo lên nan đánh nhau với nó, nhưng mà một tí lại sự luôn anh em. Đó, con này cái phách của nó cũng rất là hay anh em nhá, nó có phách dây cầu. Đó, lại bung xòe ra thái độ. Và cái con 510 này thì em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1.800.000 anh em nhá. 1.800.000 con lồng số 510 này. Còn cái đoạn clip em quay bằng điện thoại, anh em muốn xem rõ hơn thì về bóng bộ tương tác của con chim ở cuối clip anh em nhé. Hôm nay em lên được tổng 5 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn. Thông tin giá cả của từng con em cũng đã lên rất là đầy đủ trên clip rồi. Anh em xem mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé.